Ứng cử viên Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ sa thải nhân viên của SEC nếu trúng cử và ủng hộ sự phát triển của tiền mã hóa. Chủ tịch Trung Quốc thăm Hoa Kỳ kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài quay trở lại với Trung Quốc. Trong khi đó, thì Bitcoin vẫn nín thở chờ đợi tin tức từ ETF. Chào mừng mọi người quay trở lại với Crypto Weekly và mình là Kiều Anh. Xin chào bạn, tuần vừa qua của bạn như thế nào? Rất vui được gặp lại bạn trong số Weekly ngày hôm nay. Chúng ta hẳn là không còn xa lạ gì với những màn đi tàu lượn của Bitcoin nữa rồi, lên xuống một vài nghìn giá. Hiện tại thì Bitcoin đang ở vùng 36.000 đô vào thời điểm mà mình làm video. Và sau đây sẽ là những tin tức ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe của cụ Bit trong cả ngắn và dài hạn. Con số yêu thích của mình là số 7 và trong vòng 7 tuần qua, chúng ta cũng ghi nhận hơn 1 tỷ đô đổ vào các quỹ crypto. Tất nhiên là Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm trọn dòng tiền với gần 240 triệu đô của tuần trước và 1,1 tỷ đô nếu như tính từ đầu năm cho tới nay. Ethereum thì có hơn 49 triệu đô rót vào, lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2022. Sau các tuần âm liên tục kể từ đầu năm nay thì dòng vốn vào ETH đã có sự xoay chuyển. Thông tin quan trọng khác thì Spot Bitcoin ETF của HashDex đã bị trì hoãn. Đây là một trong số 12 đơn đang chờ được SEC phê duyệt. Vào tuần trước thì chúng ta đã nói với nhau về câu chuyện. Một là SEC sẽ phê duyệt tất cả 12 đơn, hai là từ chối tất cả. Trường hợp phê duyệt một vài đơn cũng có thể xảy ra nha, nhưng khả năng cao là SEC sẽ không làm như vậy bởi vì họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ kiện cáo do thiên vị riêng một vài công ty nào đó. Hiện tại thì chúng ta chỉ còn hai deadline cho Spot Bitcoin ETF của Franklin và GlobalX trong năm nay. Nếu như không có gì bất ngờ thì khả năng cao là SEC sẽ khó thông qua và chúng ta cần chờ đợi cho tới đầu năm sau. Và mọi người hãy theo dõi Telegram của 5 Phút Crypto để được cập nhật nhanh chóng tình hình và không bỏ lỡ các tin tức nhé. Bitcoin tăng một cái là không thấy ai khịa MicroStrategy nữa đúng không? Trong đầu tư thì bạn có thể DCA và lỗ trong một khoảng thời gian khá là dài. Nhưng mà chỉ cần một lần vụt sáng thôi là ăn đủ rồi. Giống như MicroStrategy, vài ngày qua họ đã lãi tới 1,2 tỷ đô. Nhưng mà có vẻ mục tiêu lợi nhuận của họ còn lớn nhiều lần hơn thế. Chưa chốt. Bạn có biết rằng vàng là một tài sản được giao dịch rất phổ biến không chỉ ở các cửa hàng truyền thống mà còn ở cả thị trường Forex thông qua một sản phẩm mang tên CFD. Để kiếm được lợi nhuận thì ngoài kiến thức về phân tích kỹ thuật thì bạn còn cần có các công cụ hỗ trợ đắc lực cho mình. MyTrade không chỉ cung cấp các quyền mua bán vàng mà còn có tiền tệ, chứng khoán hay là crypto. Bên cạnh đó thì bạn cũng không cần một số vốn lớn để có thể bắt đầu, chỉ cần vốn nhỏ cùng với đòn bẩy linh hoạt. MyTrade có thể giúp bạn đạt được hiệu quả tương tự. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy sẽ mang tính rủi ro cao hơn, do đó thì bạn cần tìm hiểu kỹ và sử dụng một cách thông minh nhé. Thứ nhất thì MyTrade cung cấp phí giao dịch không đồng, đồng thời spread cực kỳ thấp. Thứ hai đó là cung cấp đầy đủ các chỉ báo để traders có thể phân tích được thị trường một cách hiệu quả nhất. Và thứ ba, MyTrade cung cấp đòn bẩy linh hoạt với tối đa là 200 lần và có thể tùy chỉnh cho mỗi lệnh trade giúp tối ưu được nguồn vốn. Sàn cũng đang có chương trình thưởng 100 đô cho những người đăng ký mới và hoàn thành một khối lượng giao dịch nhất định với cặp Forex hoặc là vàng. Cụ thể thì khi người mới deposit 50 đô, giao dịch 0,1 lot sẽ nhận được 5 đô, còn deposit 100 đô, giao dịch 0,2 lot sẽ được thưởng 10 đô. Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin về MyTrade ở phần mô tả nhé. Và bây giờ mình có một thông tin rất thú vị dành cho mọi người. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Vivek Ramaswamy là một trong số 12 ứng cử viên của hai đảng đang chạy đua cho cuộc bầu cử của năm sau. Chính trị gia này cũng là người trẻ tuổi nhất và luôn công khai ủng hộ crypto rất là mạnh mẽ. Thậm chí là anh đã dùng nó làm vũ khí cho chiến dịch kêu gọi tranh cử của mình. Đầu tiên thì tài sản kỹ thuật số không nên tuân theo các quy định tùy tiện và thất thường của SEC cũng như là Cục Dự trữ Liên bang Fed. Thứ hai đó là thúc đẩy hoàn thiện bộ luật crypto một cách rõ ràng và đảm bảo sự phù hợp. Tiếp theo đó là kêu gọi Fed cấp phép cho những nhà phát hành stablecoin có thể truy cập vào cơ sở hạ tầng như là các ngân hàng truyền thống để có thể tạo ra các sản phẩm an toàn và có tính thanh khoản. Đấy, nghe những lời này xong đúng kiểu cảm thấy ấm lòng giữa mùa đông Hà Nội luôn. Mình luôn tin tưởng rằng có những thay đổi mà một số người dù quyền lực đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản nổi, họ chỉ có thể làm chậm lại nó mà thôi. Ví dụ như là điện thoại, ví dụ như là Internet chẳng hạn. Những năm tới khi mà những người thuộc cùng thế hệ của mình yêu thích sự đổi mới và ủng hộ crypto bắt đầu lên nắm quyền thì câu chuyện lúc đó sẽ rất là khác. Hiện tại thì có thể thấy chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển giao. Và mình không nói xuông nha, ngay tại cường quốc số 1 thế giới lúc này, nước Mỹ có đến 5 trên 12 ứng cử viên tranh cử tổng thống đang công khai ủng hộ crypto một cách mạnh mẽ.
Có lẽ là đâu đó họ cũng đã phát mệt với sự kiểm soát và tập trung của các tổ chức tài chính truyền thống rồi. Sự thay đổi thì vẫn đang tiếp tục diễn ra, chỉ có điều nó không được chú ý và dễ bị che lấp bởi những thông tin tiêu cực trong thời kỳ giá giảm mà thôi. Ai cũng ở đây vì lợi nhuận, vì giá cả. Nhưng mà hãy nhìn rộng ra một chút, làn sóng blockchain sẽ mang tới cho chúng ta những thứ lớn lao hơn thế rất nhiều. Nói chung là cũng không biết bị cái gì nhập mà tự nhiên mình nói như là đọc diễn văn như vậy. Thế nhưng mà đấy là những điều mình thực sự tin tưởng và cũng rất vui vì được cập nhật tin tức đến mọi người. Dịch vụ quốc gia bảo hiểm xã hội NPS Hàn Quốc là quỹ hưu trí lớn thứ 3 trên thế giới, quản lý gần 800 tỷ đô tài sản, đã mua gần 20 triệu đô la cổ phiếu của Coinbase trong vòng quý 3 vừa qua, hiện tại đã có lợi nhuận 40%. Đây cũng là lần đầu tiên quỹ hưu trí quốc gia đưa cổ phiếu công ty crypto vào danh mục đầu tư. Tuy rằng Quốc hội Hàn Quốc đã chỉ trích quỹ vì tiếp xúc với các doanh nghiệp liên quan đến crypto, nhưng mà kệ, anh phớt hết, không quan tâm. Điều này phản ánh sự hứng thú ngày càng tăng của các tổ chức, ngay cả những đơn vị đầu tư bảo thủ nhất như là quỹ hưu trí cũng đã nhìn thấy tiềm năng của thị trường crypto. Và nhân cái chuyện nhắc đến Coinbase thì ứng dụng của họ cũng mới là top trên App Store nha mọi người. Tính đến ngày 10 tháng 11 vừa qua thì Coinbase xếp hạng 384 trong top các ứng dụng miễn phí trên App Store tại Mỹ. 3 lần trước đây khi mà Coinbase nằm trong top 1 App Store đều khớp với đỉnh của thị trường, ví dụ như là tháng 5 năm 2021, tháng 11 năm 2021 hoặc là tháng 12 năm 2017. Đó, thế nên là lần tới khi mà thấy báo đăng Coinbase tiếp tục lọt top các ứng dụng trên App Store thì anh em nhớ thu xếp hành lý chạy ngay gần kịp nha. Đấy là nói vui vậy thôi, chứ để biết khi nào nên chạy thì anh em có thể đăng ký ngay khóa phương pháp Wyckoff online hoàn toàn miễn phí do 5 phút crypto tổ chức nhé. Mục đích của khóa học đó là: đầu tiên, cung cấp những kiến thức nền tảng về phương pháp Wyckoff giúp bạn tự tin tìm kiếm các cơ hội giao dịch cho mình. Còn nếu bạn là một holder thì cũng nên học nha, vì nó giúp tối ưu vị thế mua và bán của bản thân. Để tham gia thì bạn chỉ cần vào đường link ở phần mô tả, rất đơn giản. Bạn có thể vào để học kiến thức Wyckoff hoặc là trao đổi về view thị trường. Và đây chính là những feedback vô cùng chất lượng mọi người đã để lại về khóa học. Link đăng ký và ưu đãi giảm đến 20% phí giao dịch các sàn sẽ được mình ghim ở phần bình luận nha mọi người. Sau khi mà ngồi im cũng dính đạn từ vụ lùm xùm của FTX, thì gần đây Solana đã tăng trưởng một cách mạnh mẽ trở lại. Sau một loạt tin tức hợp tác với các ông lớn, Solana cũng ghi nhận mức tăng gần 6 lần theo đà của Bitcoin. Mới đây mình xem được một đoạn phỏng vấn rất thú vị của bà Cathie Wood, CEO của ARK Invest. Như mọi người đã biết thì đây là một quỹ đầu tư lớn và cũng khá là nổi tiếng trong thời gian gần đây khi mà họ bước vào cuộc đua để có được cái gật đầu đồng ý của SEC với Spot Bitcoin ETF. Well, you know, there are infrastructure players. Solana is doing a really good job. I mean, if you look at Ether was faster and cheaper than Bitcoin in the day. That's how we got Ether. Solana is even faster and cost effective than Ether. So, you know, there are infrastructure plays. We do believe Web3, digital assets. Đấy, sau vụ này hẳn là lại có nhiều anh em quay xe trở lại làm fan của nhà Son rồi đây. Tuy nhiên, gần đây thì Certik đã phát hiện lỗ hổng từ smartphone Saga của Solana và hacker có thể tấn công vào đó để chuyển sạch tài sản. Đây là điện thoại dùng để giao dịch, lưu trữ crypto và truy cập các ứng dụng DeFi, gaming. Dù ra mắt từ tháng 4 năm nay với mức giá 1.000 đô la, nhưng Son đã phải hạ giá hơn 40% và hơi ế nhờ. Và phản pháo Certik của Solana cũng diễn ra ngay sau đó. Bất kỳ thiết bị Android nào cũng có thể bị tấn công theo cách như trên. Vừa qua thì chúng ta có thông tin quan trọng về CPI toàn phần của Mỹ giữ nguyên như tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số Fed quan tâm hơn cả đó là CPI lõi, tức là không tính giá năng lượng và thực phẩm, đã tăng 0,2% so với tháng trước và 4% so với cùng kỳ của năm trước. Vào ngày 15 tháng 11 vừa qua thì Chủ tịch của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cũng đã có buổi gặp mặt với Tổng thống Joe Biden tại San Francisco của Mỹ trong khuôn khổ của hội nghị thượng đỉnh APEC. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm Chủ tịch Trung Quốc có chuyến thăm đến Mỹ. Trong phát biểu của mình thì ông Tập kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài quay trở lại Trung Quốc bởi vì đã không còn rào cản về Covid nữa rồi. Bên cạnh đó thì ông Tập cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc muốn làm bạn với Hoa Kỳ. Sau một loạt những căng thẳng và lùm xùm từ đầu năm cho tới nay thì đây được coi là động thái giúp xoa dịu tình hình, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn của nền kinh tế từ bất động sản cho tới giảm phát. Thế nhưng mà mọi người có biết cái điều thú vị ở đây là gì không? Đài Fox đã đưa nhầm hình ảnh của anh trai CZ Binance vào danh sách các lãnh đạo doanh nghiệp dùng bữa tối với Chủ tịch Trung Quốc. Có gì đó sai sai.
Có một câu mà mình thấy rất hay đó là những kẻ xấu sẽ luôn tìm mọi phương tiện để thực hiện hoạt động bất chính của mình. Thế nhưng mà điện thoại và internet không nên bị đổ lỗi cho việc đó, và cả crypto cũng vậy. Cuối cùng thì mình xin được cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi video này. Đừng quên những ưu đãi và group trading miễn phí ở phần bình luận nhé. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và yêu quý bạn. Xin chào.